Ok, chào mọi người, chào mừng đã trở lại với channel Diệp Gen. Bẵng qua một thời gian thì mình cũng quên mất cái việc chăm lo cho cái channel này. Bận chút công việc riêng thôi, bây giờ cũng xong rồi, mình cũng bỏ hết rồi. Bây giờ tôi cũng quay lại làm YouTube một thời gian đã. Thì cái game Mu Legion này, MU hay là Mu gì đấy, cách đọc rất là sơ khai của cái tuổi thơ của mình, nó rất là gọi là sóng gió với cái game này. Cái nick này thì mình đăng ký từ lâu rồi, mình cũng đã đăng ký Club Beta từ vài tháng trước rồi và email cũng đã gửi đến cho mình để kích hoạt cái Club Beta rồi, nhưng mà đợt vừa rồi mình bận quá, hôm nay tự nhiên mở cái email ra mới thấy cái email mới biết được là hôm 25 vừa rồi có ra mắt cái Club Beta của Mu Legion. Mình đã tạo một cái nhân vật ở đây để thử thôi, thì bây giờ mình sẽ tạo cùng một nhân vật khác để chơi từ đầu với mọi người. Mình cũng chơi từ đầu thôi, mình vào chỉ để setting cái cấu hình một chút thôi mà. Nào, cùng vào nhé. Hy vọng cái server màu cam này vẫn vào được bình thường. Không biết là nên tạo cái nhân vật gì đây. Có lẽ là mình sẽ chơi nhân vật nam. Dark Lord đẹp nhất đấy. Sao Blade sao ở cái phiên bản này nó lại kỳ quái thế này nhỉ? Chơi phép đi, mình thích ngày xưa mình thích cái trưởng quái rồng. Sao thằng phép này trông nó kinh khủng thế? Đây là các bộ trang phục có thể mặc à? Hay là khởi điểm sẽ mặc? Không được, đẹp như thế này là các bộ trang phục có thể mặc rồi, chứ không phải là vừa mới vào đã có cái bộ này đâu. Ok, mình sẽ vào phần cái gì này, Siri Commander, hoặc là dùng trượng, hoặc là dùng kiếm phép thuật ấy. Mình sẽ setting human hay Asa. Ủa thôi, xấu thế, thôi làm người đi. Chọn nét mặt, mình thích có dâu nó phải nam tính một tí. Ê, cái này được đấy. Rồi, rất là nam tính. Tóc tai sao? Ua, trông giống cái thằng cái quên tên rồi. Jungle hay Jungle gì đấy ở trong Overwatch nhỉ? Lâu cũng trời quên hết tên cả nhân vật này. Xuôi, nhả, như là hiệp sĩ. Ui, cái đồ này được. Anh chọn cái này, màu tóc nữa là đẹp. Xuôi, quá là dữ. Rồi chọn hình xăm trên mặt. Rồi, màu đậm đậm một tí, ok, rất là ngon. À đây là hình xăm trên người nữa. Thế nào, hình kín người không? Có cái hình nào nó kín người không? Hình kín người vừa rồi thì xấu quá. Không có cái hình nào đẹp hơn à? Tập trung. Trông mờ nhạt vậy. Lấy cái hình này đi. Trời đấy. Còn gì nữa? Hết rồi đúng không? Tạo nhân vật Diệp Gen. Hy vọng sẽ có một đoạn phim. Ồ, phim thật đấy. Đây
MU Legion. Vào game à? Lựa chọn hướng nào đây? À, cái này hình như là mình chơi kiếm đi, kiếm phép thuật. Kiếm phép thuật thì không co-op tốt, không sao, mình không cần co-op. Vãi vào có cánh luôn này. Nhiệm vụ là cái gì đây? Nói chuyện với Zephyrus. Chắc trước hết là phải đánh cái bọn này đấy. Ôi, lướt như Master Yi rồi. R là gì? À, R là cái gì? Nó vừa làm gì? Đồ hạ ấn tượng đấy. Bắn cái nó vậy hơi yếu. Sụt lướt như Master Yi. Ở cái trò võ lâm mobile, võ lâm trình diện mobile mình muốn chơi là tiêu dao có quả nước giống Master Yi. Gì đây? Đồ ngu. Thời gian của mày đã hết rồi. Thời của mày đã qua rồi. À, Zephyrus đây rồi. Xin lỗi, tôi đã muộn. Tôi mãi đánh nhau với bọn quái vật. Chấp nhận nhiệm vụ. Người đến một mình. Gì đây? Hiệp sĩ thì nó là những chiến binh tốt nhất, những cái quái như thế này. Ta sẽ đi giúp họ. Ta sẽ gặp người ở bên kia cây cầu. Cầm đến gặp cây cầu. Gặp nhau ở cây cầu à? Cầu nào? Có mở được bản đồ không? Ấn nút nào để mở bản đồ ấy? Có đúng là audio nó thấp không nhỉ? Mình xem cái phần audio này. Ok, mình chỉnh audio tốt rồi. Ơ kìa, mẹ bị đóng băng rồi. Mình chỉ xem chữ T là cái gì mới được. Teleport, ủi vãi cái. T là teleport. Tượng thanh và tượng hình quá đi. Sao đánh mãi thằng không chết? Ê, nó chết rồi. Thử teleport nhá. T này. Chiu. Đã đi cái cầu đâu? Cái gì đây? Tôi là người duy nhất còn sống. Chúng ta đã mất cái cầu rồi. Zephyrus là Blade à? Ui, thằng Blade đẹp thế, biết thế mình chơi Blade. Là lỗi của tôi. Tôi lẽ ra nên đến sớm hơn. Giờ hãy băng qua cái cầu đi. Được rồi, đi thì đi. It's too late. We've lost the bridge. Silverfell Knights are guarding Icarus on the other side. Go through. You can do it. À, có cái skin nào bị đóng băng nữa nhỉ? Đi sang lại nào. Không phải cái này. Cái này là lướt mà. Hình như là cái này là đóng băng này. Ok. Tạm hiểu thế đã. Ủa vãi. Tôi bình tĩnh. Đông đây. Tele ra đây. Tele ra sau. Ui. Sao đông như này ta. Toàn đồ cuối mà. Khó thế này. Đấy. R là đóng băng. Tự đóng băng mình. Ok. Đánh xong bọn nó rồi. Ai đây? Asiwan. Thì nó tôi đến mượn. Icarus bằng đâu? À, bộ Legend đấy. Ngày xưa đọc là bộ Leng Keng. Chúng ta đã mất hết mọi người rồi. Kundun đang ở đây à? Ô vãi đái. Đây là Musbell không phải Kundun. Một con boss thôi. Đóng băng rồi. Đóng băng là miễn giải sát thương đúng không? Úi dồi, may có kịp tê lê ra nhưng vẫn dính. Bay ra là úi không tê lê ra đằng sau luôn được. Dễ thế.
tê liệt xong tàng hình rồi. Cathatomb's barrier is weakening. Thức tỉnh đi. What the fuck? Kundun đây rồi. Ta sẽ cho người thấy sức mạnh của ta. Ui, mẹ cái bộ cuối của thằng cái gì nhỉ? Gourmet này đẹp thế. Tương lai của thế giới này, tương lai của thế giới này sẽ đặt lên vai của ngươi. Ngươi phải quay lại quá khứ và chặn cái con quỷ kia lại. Ô, ông Icarus này trong phút cuối đẩy mình về quá khứ à? À, bảo sao mất hết đồ. Bảo sao mất hết đồ đạc. À đây, Linda, ngay ngươi lại ổn không? Có cảm thấy khá hơn không? Tôi đang ở đâu đây? Tôi chả nhớ cái quay. Tôi chả nhớ một cái gì hết ạ. Vãi còn mất trí nhớ nữa. Hey, ngươi tỉnh rồi. Ngươi đã ngủ trong phòng ta 2 ngày. Hãy hồi phục sức mạnh đi. Ta sẽ đợi ngươi ở trước cửa nhà. Ồ, vậy là mô típ rất là quen thuộc. Sức mạnh thì bừa phứa, nhưng mà lúc thức dậy thì bắt đầu game thì lại là một thằng không có một tí sức mạnh gì trong người hết rồi. Ui dồi, mẹ kháo đông lắm đấy, biết ngay mà. Nhìn nó lốt phát mệt nên biết ngay là rất là đông rồi. Thôi đi nói chuyện cái đã. Đấy, nói chuyện không? Vãi lạc thế, ấn một lúc nó mới. À, ngươi tỉnh rồi hả? Tôi đang ở đâu? Chắc là anh không nhớ gì rồi. Anh đang ở thành phố Durin, thủ đô, trung tâm của Durin. Tôi đã tìm thấy anh nằm ở trong rừng, vậy nên tôi đã đưa anh đến đây. Vãi, bà Linda là tốt nhỉ? Tốt thế, đưa hàng trăm hàng nghìn người đến đây, bây giờ bầu hết vào Linda đây này. Trông anh giống một hiệp sĩ ấy. Tôi có thể hỏi tên anh không? Tôi chả nhớ nữa. Tôi chả nhớ tôi là ai và tôi từ đâu đến luôn. Hey, thôi đừng lo, tôi sẽ chắc là anh sẽ nhớ lại thôi. Và bây giờ là bắt đầu một chuỗi nhiệm vụ tuân thủ. Nào, chúng ta cùng đi làm một chút nhiệm vụ xem nào. Hy vọng không phải là đánh gà. Úi, có gà này. À không, nó chỉ là động vật nuôi trong đây thôi. Có chó này. Bà lại yêu cầu mình làm những cái gì đây? Có đánh dấu trên bản đồ kìa. À, đánh dấu được trên bản đồ là giữ control bấm chuột phải để điều khiển bản đồ. Thế là xong. Cũng nhanh gọn phết. Về đi đâu? Có ấn ở đây luôn đúng không nhỉ? Không ấn được trên bản đồ ấy chứ lại. À, không ấn được ở trên cái thanh quest này chứ lại, phải nhìn bản đồ. Ôi mẹ xa thế. À, đến rồi. Giờ làm gì? Level up. Level up rồi cộng điểm như thế nào nhỉ? Có lẽ mình không chơi kiếm nữa đâu. Chơi kiếm như cái kia trong cái đoạn đầu mình chơi dùng kiếm có vẻ mệt lắm. Từ giờ mình sẽ dùng trượng thôi. Cộng cái gì đây? Tấn công vật lý này, tấn công phép thuật này, crit. Phép thuật chắc không cần crit đâu. Mình cộng hết vào phép thuật đi. Ủa, mới có 2 điểm bộ. Combat power, mẹ cái game đó như game mobile vậy. Như game mobile ấy, mẹ có lực chiến nữa. Ê, skin nghèo nàn vậy ta. Có thay đổi được skin. Mới chỉ có từng đấy thôi. Ok, đi tiếp nào. Ui, trông như thằng gãy ấy. Chết bà, chơi pháp sư thế này trông nó gầy còm ốm yếu mà. Chắc đánh với con này đi.
À, mình ấn nhầm vào. Ôi. Mình ấn nhầm vào cái dịch chuyển thôi. Vứt nó xuống đây đâu nhỉ? Ừ, mình vẫn chưa biết cách dịch chuyển đồ. Ok, cứ đi đi. Mình cứ ấn làm cái gì? Cứ ấn QWE. Gì đây? Ơ, chọn được con pet à? Tôi được con pet. Đã bắt được con pet rồi đâu? Ui, đã bắt pet rồi mà upgrade. Thôi đi chết rồi. Nhiệm vụ ở đây là gì? Chim. Giết 2 chiến binh bóng tối. Giết xong rồi mới biết. Và làm gì? Đi theo cái hướng mũi tên. Đấy, đánh dấu bản đồ đi luôn đi. Nói chuyện với gông này. Nhiệm vụ game này có vẻ nó không được trực quan cho lắm đâu. Cũng phải đọc một chút đấy. Cái này là add skin. Đây là hướng dẫn thôi. Này, đỡ phải ấn chuột phải. Đấy luôn, đỡ phải ấn chuột phải. Bây giờ thì đi đến cái chỗ vùng đánh dấu. Đánh dấu. Không xoay được bản đồ nhỉ, nó cố định nhỉ. Nhặt trứng à? Từ từ để ta nhặt trứng. Mẹ mấy cái con này, tránh. Để ta nhặt trứng cho nó. Ơ kìa. Cút. Rồi, xong rồi nhá. What what? Cái gì đây? Tôi đang ở đâu đây? Tự nhiên vào cái nhiệm vụ. À, có lên cấp có skin mới rồi này. Đâu rồi? À, đây là cái trưởng chuột phải mà ở đoạn đầu game mình có này. Thế mình cho cái đấy vào đây. Rồi. Hơi yếu nhỉ? Tốn mana nữa. À, thôi, cứ có lẽ cứ phải dọn dẹp nó đi nhỉ. Tối mana như được cái rộng giảm diện rộng được rồi. Ơ kìa, mấy thằng kia đi đâu? Đấy chứ. Rồi. Nhặt được lọ máu. Ủa, con này to đấy. Con này giống bốt đấy. Bốt phụ. Không không, nó chỉ là một con cùi vắt thôi. Ép điện này, ép điện này. Ôi giời, hết mana thì trưởng mới tốn mana thế. Gì ấy, bị silent à? Chết bợ mày đi. Chúng mày ra đây hết rồi nào. Để tao sốc điện hết một lượt chúng mày. Ra đây. Để rồi. Ui thằng kia sợ chứ ra sau. Vớ vẩn thằng. Xong rồi nhá. Lấy cái gì đây ta? Cái con xương kia xấu thế nhỉ? Đét. Đét kiểu đéo thì trông cùi bắp vậy ta. Cái gì đấy? Bốt già. Không, chỉ là cái cánh cổng thôi. Sao cái. Đúng là đung của mấy level vào đầu. Đi cùi thế. Đi một phút là hết à? Ra rồi. Ra đây. Ok. Đi theo Battle Resummin. Xem báo cáo á. À, xem liệt. Gọi là thống kê ấy mà. Mình đi chắc kém lắm. Không 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 sao làm gì. Có đồ mới rồi này. Để xem nó có mạnh hơn không. À nhầm. Ấn lộn. Đây rồi. Sức mạnh phép thuật tăng 78. Attack per second.
Nghĩa là tăng tốc độ tấn công ấy. Xong rồi. Lực chiến tăng 700 cơ mà. Mình cũng chưa thuộc nút. Rồi. Chữ M đây mà. Đường xa thế. Mình cảm giác cái game này nó giống một phần của Diablo 3. Cái đồ họa engine nó giống thế nhưng mà không mượt bằng Diablo 3 được. Diablo 3 mượt hơn nhiều. Game này nó vẫn còn hiện tượng lag giật xảy ra. Mặc dù đồ họa nó không được đẹp đến nỗi phải tụt FPS như vậy nhưng mà mình cảm giác cái engine này nó không được tối ưu cho lắm. Cỏ thì trông thế thôi chứ cỏ giả ấy. Nó chỉ là ảnh thôi, có phải cỏ thật đấy đâu. Trời, phải đi rất là xa mới được cái quần. Mình bắt đầu ghét cái thằng pháp sư này rồi đấy. Nhìn trông nó như thằng nghiện ấy. Cao cao gầy gầy. Có nhiệm vụ đánh nhau là không, để tôi thử nào. Tăng. Ấn phải chắc binh cái này phải khoảng 200-300. Try to destroy evil energy. Tìm cách phá hủy năng lượng của ác quỷ à? Còn cái nhiệm vụ mình đang làm nên là tìm kiếm biệt đội đang bị mất tích. Royce Chase. Chữ nhỏ quá. Ý, ấn nhầm, nhầm. Không muốn đánh nhau, không đánh nhau. Ít. Được rồi. Đây là cái túi của cái người đấy. Mình lại phải lần theo manh mối rồi. Khắm đấy. Mấy đường đây này. Destroy energy. Destroy ở đây. Đi phá hủy cái năng lượng của quỷ đã. Nó ngay đây thôi. Nhìn mãi mới ra. Đánh giá cao đi. Tội gì. Nhận được 3 viên ngọc. Bless. À vẫn còn nữa cơ. Gút hết. Đâu, quà ở đâu? Quà được chuyển đến đâu? Hòm thư à? Hay đây. Đây là kim mẹ ơi. Đây đây, quà đây. Giao diện khó nhìn gớm. Yeah. Chắc phải đánh ra xong bọn này mới được. Hết bô mà ra rồi. À chỉ chết được mèo ở trong thị trấn thôi. Để biết thế đó. À phá hủy như là phải nhặt những cái xung quanh này đã này. Bưng. Làm gì? Ủa? Làm gì với cái đống này nhỉ? Ấn nhiệm vụ xem ở đâu nhỉ? G hay là G nhỉ? À ấn G. Đây rồi. Fuck. Đã hiểu rồi cả. Tôi đi làm nhiệm vụ kia đi. Nào mình cùng đi xe bíp. Ui có một đống ở đây này. Tự nhiên mình phá xong cái đấy rồi. Ừ làm xong mẹ nữa rồi.
Làm xong rồi. Nó lag thôi. Mình làm xong rồi. Mấy cái này mình biết phá rồi mà. Cứ đi tiếp đi. Nói chuyện với Iris. Game này không biết có thú cưỡi không ta. Liều up cho nó nào. Ờ, phải nhặt được cái điểm tăng sức mạnh cho pet thì mới liều up cho nó được. Iris đây rồi, tôi phá được sức mạnh ác quỷ rồi. Nhiệm vụ tiếp theo nào. Từ từ đã, để tôi xem đồ đạc nó nào đó. Cái áo nó mạnh hơn này. Khoác cái áo này vào. Rồi làm về. Lên đây hả? Tấn công thủ lĩnh lava. Đây. Ui, có cái gì rơi ra, có cái gì rơi ra. Rơi ra là phải nhặt ngay á. Sạc điện chết cha chúng mày. Nhặt đồ cho nó nhanh. Ok, xong rồi à. Mất lại quay lại. Mất thời gian giữ. Nhìn thằng này trông nó BD thật, nhưng mà may quá mình chọn cái tóc màu xanh lá cây. Cũng khá là hợp với cái bộ tân thủ này đấy. Cái nạp gì ấy? Không, tôi muốn tôi không muốn đến vào đấy. Check mail thôi. Chỗ này vẫn chưa check mail được à? Tôi có nói chuyện với Iris đã. Hoàn thành cho xong cái nhiệm vụ chết tiền này đã. Ý. Có cái đồ gì ấy? Cấp 10 mới mặc được à? Giờ mình đang cấp bao nhiêu? Mình mới cấp 8, sắp rồi. Giờ phải cày à? Rồi đi làm nhiệm vụ phụ cái đã. Giờ còn phải đợi tìm party để đi vào cái dungeon này nữa. Game nó có vẻ đẩy mạnh về party quá nhỉ. Mấy cái dungeon thứ hai mà đã bắt phải đi party rồi, phải vào luôn đi. Cần deck để tìm ai, vào đi. Bỏ, đéo đợi nữa. Vào thẳng luôn. Một mình đi chắc thừa. Đi nào. Không có bản đồ gì luôn. Ui, về trên tôi rồi, có thể to thế. Không sao, anh xử lý được. Anh xử lý được, anh xử lý được. Mình nghĩ là nên quay bọn nó lại để giật xét một phát cho nó chết cho nó nhanh. Tiền ít thế nhỉ. Đây rồi. Năm pin combo. Mình cứ quen tay để lờ lờ ở chút phải để đi thôi. Tàn phá cái đung dần này nè. Chúng mày ra hết đấy. Ủa mẹ cái kiểu xét đấy lọi thật đấy. Tốn mana cũng đáng thôi. Con này ra đây. Trốn đâu ấy. Ra đây. Ta xử lý chung bọn mày cũng được. Em mày này, mày này. Đặt cái trưởng lên như cầu cát thớt này.
Hết mỡ là mana rồi. Cái con này nó cứ chạy thôi. Nó cũng mạnh chứ không phải yếu đâu. Vào đây mấy em. Úi dồi, vẫn chưa đến boss cơ. Xa thế. Đường còn nhiều gian nan. Anh sẽ không bỏ cuộc. Ủa thế này mà đi đông có vẻ là lợi không? Nhanh hơn nhiều ấy. Ê, bốn, ui con lợn loài. Có phải là phải chạy nó không? Nó đâu, nó đâu, đã thấy nó đâu. Ui đó kìa. Còn mấy con lợn. Bú lọ máu gái, nhanh nhanh nhanh, đi ra khỏi đây, đi ra khỏi đây. Kẹt mẹ nó rồi. Úi dồi ôi, hoảng vãi tè. Có ngồi thiền không ta? Kia có phải hai con quái không? Cứ tưởng cây. Từ từ quây quây cho nó gần gần một tí. Giật cho nó tối một thể. Cắn lọ máu cái đấy. Đấy, úi dồi, mình combat quá chuẩn luôn. Găng tay Kama. Sao không gặp được? Lại nữa này. Đây rồi, vị trí đây rồi. Ôi, phá cái này à? Dọn dẹp cái đống quái vật này đó. Rồi. Hết mana mới nhục cơ. Cộng tí điểm cái nhỉ. Bọn mày bị sao lại cứ đứng chờ ra thế? Con kia làm sao ấy? Ừ, giờ nó mới dính. Hết cả mana rồi. Ui ôi sợi. Nó đẻ ra hai con nữa này. Chết rồi. Đợi hồi mana. Ui dồi máy quá, nó không đẻ ra nữa. Đứng hồi mana cái đã. Đó, gọi con nữa ra đi. Gọi cả bè cả lũ nữa ra. Tập xếp cho nó đỡ tốn mana. Chết hết chưa? Không rơi vào đồ là mình tưởng nó chưa chết. Vẫn chưa có boss à? Gì này? Nguyên một làng. Vãi mẹ. Cái này là cái gì? Wow, được boost sức mạnh tấn công. Giờ phải phá cái giáp của nó. Không vào được à? Vãi mấy cái con đấy. Nó không chết à? Ui, phải đi ra ngoài thôi. Chắc phải ăn đủ mấy cái xung quanh này mới đi được. Trời ơi, đông thế. Ui, bỏ con mẹ rồi. À, phải phá mấy cái xung quanh này trước này. Lại coi. Cắn máu. Đi ra ngoài đó. Chỗ này không ổn. Cái này mà mấy thằng cầm kiếm cận chiến vào thì...
Này, trụ của chúng mày này. Bọn mày luyện công ở đây, bọn mày làm cái trò mê tín dị đoan ở đây. Rồi, còn một cái nữa. Đi ra đây. Ý, đừng cứ đi vào đấy, đừng cứ đi vào đấy. Lách qua đây. Không thể để mấy con lợn lòi nó hiếp dâm mình được nữa. Chúng mày ra hết đây. Tao cho chúng mày sốc điện một thể. Mày vừa đi vừa phải nhập tiền nên là mới vất vả chứ. Nào. Nào. Xong rồi nhá. Cái tiếng gì ấy? Ui mẹ ơi, con lợn lời to thế. À, vào đây, vào đây, vào đây. Ua, nó hút. Yeah. Wow, đồ xanh lá cây. Tao nói nhầm y với o thôi. Cái giày đúng không? Đây là cái gì? Lòng tay à? À không, cũng chả biết nữa. À, cấp 10 rồi mặc cái áo xịn rồi. Rồi, ui, 151 tiền. Số tiền nhiều nhất từ đầu game đến giờ. Giờ phá cái giữa này. Ý, con lợn nó chết rồi. Tha hồ mà phá nhá. Cái này đi party thì sẽ phân công là mỗi thằng một bên. Đúng không? Ý, còn boss. Kìa mới là boss kìa, trông nó có vẻ uy lực. Ui dồi, con giọng thế. Cookie. Mình không hiểu được ngôn ngữ của chúng nó. Sao nó lại rút lui nhanh như vậy? Nè chúng mày. Anh giật xét thì quên mẹ nó đi. Cứ tầng magic attack là xong. Nào, quay vào đây. Giật điện chết cha cái mày này. Ui chết rồi, hết máu rồi, thôi chết rồi, quên mất. Ui rồi rồi. Lại nào. Bực thế nhỉ, quên mất. Hết máu rồi đấy. Được cái găng tay xịn kìa. Xịn cứt gì. Chả có cái nào xịn cả. Lối cụt rồi, giờ đi ra đây. Trời ơi, thôi bây giờ không tụ bọn nó lại nữa nhá. Hồi đầu là ỉ có mấy lọ máu thôi, còn bây giờ hết máu rồi. Phải đợi hồi chay. Đây, nó kìa kìa. Solo bo. Rồi, tao chạy đó, tao chạy một vòng cho nó hồi mana đã. Mày đánh cận chiến thì mày chết rồi. Ten. Úi dồi, thoát khỏi đây được rồi. Có cái gì này? Nó bảo là toàn bộ thành viên party phải đến cùng một lúc. Vẫn chưa hết à? Đây không phải lối ra à? Đây là lối vào à? Ôi mẹ ơi, ôi mẹ ơi. Đường dài thế. Phá cái này đã. Ui ôi, nó mạnh thế. Bỏ mẹ rồi, đéo đi được một mình rồi. Ua. Ua ua ua, chết rồi, chết rồi, chết. Một hit rồi mà chết. What the fuck. What the fuck. Đã có mộ.
bắt buộc phải đi party rồi. Chẳng lẽ lại bỏ đây? Không bỏ được cái chứ này. Đi vào luôn đi. Mình không thích bắt đi. Khả năng cố gắng thì vẫn được. Ôi mẹ ơi, máu còn chưa hồi nữa kìa. Đợi máu hồi đã. Đứng đây làm gì thì làm. Đội cái vương miện trông như là cái ở cổ này, trông như cái đai giữ cổ. Chắc thằng này bị gãy cổ. Phá lén vậy. Đó, không bước vào trong. Mình chỉ phá lén thôi. Lava King, tôi chấp trà Lava King nó biết rồi. Hy vọng nó không ra đây. Vâng, nó vẫn ra. Ui bỏ mẹ rồi, Lava King. Shit. Bỏ về thành phố. Khó phết chứ đùa đâu. Mấy nhiệm vụ đầu đã bắt phải BT rồi. Hay là mình mua thêm máu nhỉ? À, mỗi lần về thành phố đợi mà mình lốt đinh lô thế. Ok, xong rồi. Mấy người trùng nhau đấy kia nữa, trông xấu mù à. Ấn vào thư không được này. Phải vào thành phố mới check được mail à? Đấy, tôi vào đây. Vào rồi này. Tại sao chưa check đồng mail? Ai đây? Có phòng kho báu cho mình à? À, fuck. Đây là cái thằng dương chứa đồ. Ở trong vest của con này, vest của thằng này đẹp đấy. Chúng nó xin mẹ đái thôi, còn vest của mình là cái bộ... Là một cái con... Hình như là chính là xác của con này. Vì nó bé xíu à. Giờ nó thành bộ xương rồi. Có lẽ là đánh giá sơ bộ qua game thì mình chỉ chơi được như vậy thôi. Mình chuẩn bị đi du lịch đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo về game khác. Mình sẽ chơi lại Phantom Pain này, cơ đường phố như đã hứa. Ok, giờ mình không cần bận gì nữa. Hẹn gặp lại mọi người.